bắt đầu thôi nào. Hãy khởi động cho nóng người lên. Một bài hit cardio sẽ giúp cho chúng ta tăng nhịp tim, đốt mỡ cực kỳ là tốt. Và nhất là trong quá trình giảm cân giảm mỡ, chúng ta không thể thiếu những bài như thế này. Tập với 100% năng lượng của mình. Qua hơi thở, nó cũng sẽ giúp cho bạn đốt mỡ, tăng nhịp tim rất là tốt. Hãy chuyển hóa tất cả những gì không vui trở thành năng lượng để chúng ta có thể tập luyện. Bài hôm nay sẽ giúp bạn đốt mỡ vô cùng là tốt. Chúng ta bắt đầu bài tập nào. Nào, lấy tay và chúng ta di chuyển về đầu thảm. Sau đó giơ hai tay lên.
đá chân lên nào, squat, bật nhảy. Ai không bật nhảy được thì có thể là chỉ cần squat thôi cũng được. Ok. Squat nhấp. Phê hơn chúng ta có thể nâng gót chân lên và giữ thăng bằng bằng mũi chân. Mỏi quá chúng ta có thể bò xuống. Siêu ăn, siêu phê. Cố lên nào. Bắt đầu. Thấy rất là nóng đùi rồi này. 5 4 3 2 1. Ok. Ok, mình vừa mới kết thúc 1/2 bài tập ngày hôm nay. Bạn cảm thấy như thế nào? HIIT Cardio rất là đơn giản để có thể tập luyện ngay tại nhà và giúp giảm mỡ, đốt cái phần mỡ bụng này cực kỳ là tốt luôn. Bạn hãy tập cùng Yến nhé và nhớ like, share, fit you để chúng ta có thể đồng hành với nhau trong chặng đường diệt mỡ sắp tới. Nhấp một ngụm nước và chúng ta quay trở lại tập luyện thôi nào. Chúng ta tập cả cho phần cơ bụng chắc khỏe. Cố lên nào. Nào, nâng hông lên. Tiếp nào. Lăng và đá chân. Chúng ta làm theo nhịp độ của mình nha. Phê. Tiếp tục nào. Đổi chân và làm tương tự.
bật, bật, hai lần squat, bật, bật, hai lần squat. Di chuyển sang ngang và bật chân. Chúng ta tập từng bên một. Năng lượng lên nào các bạn ơi. Chúng ta đang diệt mỡ, đốt mỡ, lấy lại một body săn chắc và sức khỏe dẻo dai. Tập luyện không chỉ giúp bạn khỏe hơn, đẹp hơn, mà còn tự tin hơn và nhiều năng lượng hơn. Thì tại sao chúng ta lại không tập, đúng không nào? Bạn hãy nhớ là có một chế độ ăn uống cân bằng giữa chất bột đường, chất đạm, chất béo và các loại vitamin. Nó sẽ giúp chúng ta khỏe mạnh, cân đối. Đúng những thứ mà chúng ta cần. Đổi bên nào. Chúc mừng bạn đã hoàn thành buổi tập ngày hôm nay. Một bài tập HIIT Cardio sẽ giúp cho bạn đốt mỡ toàn thân và đương nhiên là đốt cả mỡ bụng nữa. Nhất là với những mẹ bỉm sau sinh giống như Yến thì việc là giảm mỡ bụng cực kỳ là quan trọng. Nếu mà bạn cũng vừa mới sinh xong giống như Yến thì hãy quay trở lại và chúng ta tập từ đầu với series giảm mỡ cho mẹ sau sinh nhé. Yến đã lên một series rất là dài để cho các chị em chúng ta có thể tập ngay từ đầu, khởi động với những bài tập nhẹ nhàng thôi, và đến hôm nay là chúng ta đã tăng thể lực lên một chút rồi, đúng không nào? Hãy nhớ like, share, subscribe Fit You để chúng ta sẽ đồng hành với nhau trong chặng đường sắp tới. Và hãy nhớ rằng Fit You có một khóa Fit Body giảm mỡ toàn thân sẽ giúp cho chị em chúng ta lên kế hoạch tập luyện và ăn uống một cách chi tiết, cá nhân hóa cho từng người để giúp chúng ta có hiệu quả tốt nhất trong việc giảm cân giảm mỡ nhé. Hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo.